Điên ơi. Về đi đâu về chuyện mấy cảnh sát rồi? Một cảnh sát đó này. Trời ơi, mày có súng mà. Ý là mà có xét mà đâu làm gì được đâu. Đi cướp xe được. Cướp xe á? Ừ. Cướp xe nhiều tiền không? Đàn 100... ấy. Hả? Cướp xe nhiều tiền không? Cướp xe một lần chuyến là mười mấy kê sao á. Đi luôn. Nhưng mà phải chuẩn bị bình xăng trước, giữa đường ngoài hết xăng là tính tiền ấy. Rồi thì đi. Ông này khi nào đứng vô vòng là 1 2 3 là ấn E cùng lúc mà lấy xe Sorbonne ra. Nhưng mà lấy xe ở đâu ấy? Cướp mình cướp xe ở đâu? Ở cái góc bản đồ lúc góc 5 giờ đúng không? Ê, góc bản đồ á. Góc 5 giờ đúng không? Đây để em. Đúng rồi. Để em. Chuông ơi. Găng chỗ. Ê, anh thấy chưa? Đâu? Dầu gần chỗ chế dầu góc bên phải. Rồi ok nhá. Bây giờ mình sẽ đi qua một cái cây xăng đúng không? Mình sẽ dừng ở đấy mình lấy xăng đã, xong rồi mình ra chỗ đấy sau nhá. Ok. Ok. Đâu, mình đi thử trộm xe làm như nào. Tí em vay bạn em 100.000 luôn ạ. Ui, bạn em giàu ấy, cho anh vay với. Đồ anh nó có gì ngoài tiền đâu. Bạn em tên là gì đấy? Hoa Hồng Tim anh ơi. Sáng nó vừa cho em 90k mua xe xong. Uầy. Bảo đó cho anh giàu mà. Cho anh vay 50.000 đấy. Cái đi mẹ mày cái xe đi. Uầy, anh sao đây? Sao đây anh? Đâu anh tránh cái xe trước mặt. Mất lái. Ai đây? Em đây anh. Anh nhớ em không? Lớn ơi. Lớn ơi. Đây đây. Đi ai anh vô. Cất ít đồ nhờ với. Dạ, yeah, để mở xuống xe cách. Vô nè, chuẩn bị vô cùng lúc 1-2 bắn y cùng lúc nha. Từ từ từ, đợi tình tí, anh cất đồ ra. Có, nhưng mà mình phải vậy thôi, chứ mình cướp đông mà. Đem bỏ cướp xe. Ừ, bỏ cướp xe cái. Thích mẹ rồi, anh bị lắc hành động này, làm lồn đi nè. Chịu thôi. Bây giờ là cướp xong rồi. Biết rồi, thay được tao chưa? Mình chia ra hai đường. Ê, chúng mày từ từ đợi anh đi, giờ anh ra bảo lại nhá, anh đang bị lắc. Làm một lúc mà nó mất spawn ra nhiều xe được, anh hiểu không? Hiểu. Nhưng mà thằng nào xui là thằng nó bị bắt thôi, cảnh sát nó chỉ bắt được một thằng thôi. Bây giờ đang có hai cảnh sát đúng không? Ừ, hai à? Chỉ hai thằng xui là thì bị bắt. Ừ, hai thằng xui bị bắt, thằng nào xui, từ từ nha, em đếm nha. Từ từ nhá, đánh đếm cho. Đủ chưa? Rồi. Rồi đếm nha. Anh đếm nhá. Ừ. Đến ba nhá. Ok. 1, 2, 3. Ờ, đi được. Đi ủa địt của mẹ xa lắm ấy. Địt mày giống mình đi cối với ăn lồn đấy nhở. Nào mình không bị bắt đâu. Ông từ từ các bạn. Thì các bạn nhìn đua xe này. Địt mày bảo nó sẽ xa thế nhở. Xem bị hư mẹ rồi. Ơ thủi lại còn đi nhầm đường nữa. Chết mẹ rồi. Đuổi chết đéo được. Hình như mấy ngày tìm công an. Các bạn ơi. Bú buổi rồi. Ly Nguyễn một thằng bị bắt rồi. Ui 10 phút à. Hồi hộp ghê. Cái gì? Cái lồn đi thế. Thằng nào trồng cái cột điện ngu thế nhở? Được sao? Nào. Đến rồi. Cái lồn gì nữa? Là sao?
21.000 đúng không? Trốn. Trốn đã. Được mãi luôn. Được bao nhiêu? Ui, được 21.000 tiền đen này. Để mình sẽ chat. Đấy, kiểu ký hiệu anh em hiểu không? Đăng. Thế bây giờ về kiểu gì? Ê, con mẹ mà nó vứt mình ở đây thì về kiểu gì? Ui, giật cả mình. Alo. Tiếp xảy gọi đại bàng. Mẹ. Được vãi lộn nhỉ, được 21.000 lận đấy. Chứng tỏ cái nghề là kiếm vãi đái các bạn ơi. Điều tính thử các bạn nhé, 4-5 thằng đi mà đi làm một vụ thì cứ cho là khoảng đen là 1-2 thằng bị bắt, thì một vụ cũng phải kiếm được khoảng từ 80.000 đổ lên. Đi xem như nào. Một người chỉ đi chở thôi. Vãi lồn đi mẹ mày, 60 phút á. Em ơi. Ơi ạ. Cho anh lết góc 12 giờ đi, anh đón đang trường cả. Mày trốn đâu rồi? Trốn lắm nè. À đây à. Địt con mẹ, thằng này bị bắt đi. Thằng hít địt mẹ bị bắt. Nó giết công an luôn ạ. À. Em được 25.000 đó là xe em hư nặng vãi cất luôn. Ừ, anh được 21.000 thôi á, đéo hiểu tại sao ấy. Nè bây giờ mình phải mua một chiếc xe máy xe cua nữa anh ạ. À. Mình bỏ trong cái garage, anh hiểu không? Ờ. Rồi mình tới đây mình lấy, mình tới chỗ garage của mình á, mình lấy chiếc xe của mình chạy. Nhưng mà nãy anh đi mẹ mày thả ở giữa đường cái luôn, đéo có một cái garage nào luôn mày ạ. Ui vãi. Ôi nhiều thế. Rồi, lấy đi anh. Không chưa? Ok chưa? Ok anh ơi. Bây giờ có đôi 4-5 thằng, 3 cảnh sát. Hai thằng là ba đen, ba thằng bị bắt. Em nghĩ là Sanat không biết chạy xe. Xong mà Sanat rồi. Anh là địch mày mày chùm cuối ở đây rồi còn vô, gì. Nhưng mà địch mày thằng nào bị bắt là không được khai như khác nha. Nhưng mày không được giết cảnh sát nha. Đi đi tù 10 phút thôi, đừng có giết. Không. Tao bạn mày, tao bạn mày nên tao khai mày. Con cặc. Vô, đếm đi, đếm đi. Tao đếm nha. Ơ địch con mày. Là lên lên lên. Cái gì đấy? Chạy kê Sanat địch mày lồn rất ngu. Ngu vãi lộn địt con mẹ. Vãi lộn chứ. Chạy. Địt con, không xe đây, không xe. Đứng yên, mình đang có gì đâu, đứng yên đi, không xe đâu. Nhưng mà đi ra vùng đỏ đi, đỡ bị địt phải hỏi. Đi theo vãi lộn xe nát. Bây giờ mình ra khỏi vùng đỏ, đứng một lúc đi, đợi cảnh sát nó đi bắt được xe đi, rồi mình lấy xe khác. Địt con mày phế vãi lộn, phế vãi. Địt con mẹ chưa gì đã lấy rồi. Địt con mẹ. Đây anh cưng lại anh. Đấy tao phải không ta? Đúng rồi. Cái gì? Ủa, anh phải xe nát đâu? Đâu? Đằng sau kìa. Em bị lừa anh bác sĩ ơi. Sao đấy cái sát này? Làm sao đấy cái sát? Anh đã lừa em. Này nhá, anh kia đừng có vu khống nhá, tôi không quen biết gì anh nhá. Ờ, tôi thấy cảnh sát bắt anh thì tôi quay lại, tôi coi thôi. Quay, đề nghị những người không liên quan ra khỏi chỗ này nha. Đi. Em có lại hỏng không ạ? Quay bác sĩ lâu thế nhờ. Nhưng mà cho em hỏi là nó bị tội gì vậy, cảnh sát? Nó vận chuyển xe trái phép em ạ. Ôi, tội đi tù hơi bị lâu ấy nhá. 10 phút anh ơi. 10 phút đây. Ôi tôi bị lắc cái hành động rồi. Em ơi vận chuyển về tù, về chỗ gửi tiền giùm anh đi, anh cứu luôn chứ bác sĩ ít lắm. Đi anh ơi, đi đón anh em ơi. Giải tán đi. Bị kẹt rồi. À được. Ngu đéo chịu được. Tính ra mới chạy được nửa đường anh mới bị bắn chết rồi. Có vẻ đen nữa luôn. Kêu từ từ đi, không chịu đi một mình. Đấy thì chùm nè đi mẹ mày.